Trò chơi gọi là này, cắn của cây chuối đấy thì cũng hoàn thành rồi. Thì các cái bạn nhỏ vừa nay chơi thì thấy vui quá. Thì vừa nay cũng cảm ơn Kiên Vinox, thì Kiên Vinox chia sẻ cái video này thì các bạn gọi là ủng hộ Kiên Vinox cái nha. Đây là cái trò chơi của nhà quê, chỉ có nhà quê mới có. Ok, Kiên Vinox dừng video tại đây nha. Xin chào tất cả mọi người. Let's go. Thì ở đây mình đã có đây này. Đây là cái cẳng của tàu lá chuối. Bây giờ tí mình sẽ gọi là hướng dẫn các bạn làm cách làm gọi là cái cây súng để nó lộ được cây súng đây, cây súng đồ chơi của trẻ con ngày xưa. Bây giờ đây là trẻ con nông thôn ngày xưa. Để mình làm cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn. Đây là cắn cây chuối này. Bây giờ mình sẽ gọi là cắt vát từng khúc một thế này. Xong để chơi trò chơi. Các bạn nhớ là phải cắt theo thớ cả đó, không cần nó bị ấy đấy. Đấy các bạn cắt xong các bạn bẻ thế này. Đấy. Bẻ thế này, nhớ là bẻ thế này. Đấy, các bạn cắt nhiều vào. Đấy, cắt xong rồi bẻ lên. Đây là những trò chơi còn ở quê mới có thôi, chứ không phải ở đâu cũng có. Mà nhớ phải cắt đúng thớ. Cắt đúng thớ thì tí mình sẽ bẻ lên thế này này. Bẻ lên thế này xong mình gạt thế này. Tí gạt lên thì nó có một tiếng động thôi. Tiếng động là bị bịch. Đấy. Tí mình sẽ test thử cho các bạn xem. Tí test thử. Bây giờ mình sẽ làm hết cái này. Xong mình test thử cho các bạn. Hôm nay nắng quá. Mình gọi kỳ công lên đây để làm cho các bạn xem. Mình sẽ test thử cho các bạn. Test thử cho các bạn xem tiếng động của nó nào. Đấy, hay chưa, thích tai chưa? Đấy nha. Ý, đã thế. Hơi bị đã luôn này. Cái trò chơi này chỉ có còn là người nhà quê thì mới biết thôi, còn thành phố không biết đâu. Ý, trời đã chưa? Quá giòn luôn. Mình test thử cho các bạn lần nữa. Xem. Quá hay luôn. Trò chơi này có phải ai cũng được chơi đâu. Và bây giờ mình sẽ mời một bạn nhỏ, cho bạn nhỏ bạn ý chơi xem nó như thế nào nhá. Nhím ơi, ra đây bố bảo. Đây bố có một trò chơi. Đây bố ơi, vừa làm được một cái trò chơi này này. Đấy, con có biết chơi trò chơi này không? Con thử chơi cho các bạn xem thế nào. Con đi dịch ra đây. Con biết chơi không? Để bố hướng dẫn. Đấy, bạn này nhím đang gọi này thì xòe hết nó ra, chuẩn bị bắn. Bạn nhím rơi lên. Thế, chuẩn bị. Một, con phải bắn hết chứ. Đấy, con thấy trò chơi này hay không? Đấy. Còn đấy, nào con chơi một lần nữa đi. Đấy, bố vừa con làm một trò chơi này để cho bọn con chơi đấy. Có vẻ ai cũng biết chơi trò chơi này đâu. Nào con bắn đi. Con bắn. Úi giời, bắn nữa. Rồi, bắn nữa. Ôi, cảm ơn nha. Ok, trò chơi này có ai đấy? Tớ không biết. Còn mấy nét này chúng mình dựng kèo ra đi. Ở chân. Ôi trời ơi. Ngoài ra, nhanh đi không được.
Nhà này vui nhỉ? Ở nhà chơi đi. Để ta bắn. Trò chơi này vui thôi vợi. Để cảm ơn. Ôi ơi, đây cái này thì nó cũng gọi là nát hết rồi. Thôi để hôm nào kênh Vlog này làm một cái video mới nha. Hello các bạn, xin chào các bạn nha. Mình kênh Vlog đây. Hôm nay mình lại quay trở lại về tuổi thơ một tí. Hôm nay mình có trò chơi ở gọi là nông thôn. Nông thôn mình thì có nhiều gọi là cây chuối. Cây chuối thì hôm nay mình sẽ làm một trò chơi về cái căng của cây chuối. Căng của cây chuối thì các bạn cũng biết rồi. Hôm nay mình sẽ làm căng của cây chuối để làm kiểu như là, không biết phải nói như thế nào, nhưng mà để mình tả thêm là cái căng của cây chuối đấy. Cái lá chuối thì có một cái căng. Cái căng ấy thì mình có thể làm được một trò chơi gọi là chơi bắn súng. Kiểu như là bắn súng theo kiểu như là thôi mà kể ra thì các bạn cũng chưa đã hình dung ra được. Thì bây giờ các bạn này đi theo mình nha. Các bạn này xem, các bạn này không biết này, cái trò chơi ở nông thôn gọi là như thế nào. Dịch ra thì này thì các bạn này làm cái trò chơi chơi vui lắm. Đây là dành cho các bạn nhỏ nha. Các bạn đi theo mình. À mà thì các bạn thấy cái video này của mình chia sẻ hay thì các bạn hãy cho mình một đăng ký này, một like, một chia sẻ để ủng hộ cho mình nha.